Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với lớp học của cô Hảo. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học ngày hôm nay là bài 63, tiết 2, luyện tập trung. Qua tiết học này, cô sẽ cùng các con ôn tập về phép cộng, phép trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1.000. Ôn tập về đơn vị đo độ dài, mét. Bây giờ, cô mời các con mở sách giáo khoa trang 98. Chúng mình cùng bắt đầu tiết học. Bài tập 1. Đọc cho cô yêu cầu bài tập. Ở bài tập này, bạn Mai đang thực hiện một số phép tính. Và bạn đang không biết trong các phép tính này, phép tính nào đúng, phép tính nào sai. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là hãy giúp các bạn, giúp bạn Mai sửa lại các phép tính sai cho đúng. Để thực hiện được yêu cầu này, trước tiên các con phải thực hiện tính lại từng phép tính để kiểm tra kết quả bạn Mai thực hiện đã đúng hay chưa. Nếu chưa đúng, các con sẽ khoanh vào các chữ cái tương ứng với phép tính đó rồi sửa lại cho đúng. Bây giờ chúng mình hãy dừng video lại và thực hiện lại từng phép tính cho cô nào. Các con đã có đáp án của mình chưa? Bây giờ, cùng cô kiểm tra lại kết quả từng phép tính bạn Mai đã thực hiện nhé. Ở phần A, yêu cầu chúng ta tìm xem trong các phép tính trên, phép tính nào sai. Phép tính đầu tiên, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 5 bớt 1 còn 4, viết 4. Vậy, 527 trừ 51 bằng 476, phép tính ở phần A đúng. Phần B, 9 cộng 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9. Chúng ta thấy rằng 6 cộng 3 bằng 9, nhưng bạn lại viết 8 phải không nào? Chúng mình có biết vì sao bạn Mai lại sai ở phần này không? Đúng rồi, bạn Mai quên nhớ đấy các con ạ. Vậy, chúng ta sửa lại kết quả cho bạn Mai là 9, 6 cộng 3 bằng 9, 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. Vậy, 759 cộng 231 bằng 990. Trong phép tính này, lỗi sai của bạn Mai cũng là lỗi sai của một số bạn. Khi thực hiện phép tính cộng có nhớ, các con cần lưu ý, nếu như phép tính có nhớ thì chúng ta nhớ ghi ra nhé, hoặc nhớ ở trong đầu nhé, để khi thực hiện chúng ta không bị nhầm. Phép tính tiếp theo, phần C, 6 cộng 2 bằng 8, viết 8, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9, 6, hạ 6. Vậy, phép tính ở phần C bạn thực hiện đúng. Ở phần D, 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, 3, viết 3. Vậy, ở đây con thấy bạn nhầm ở bước nào nhỉ? Đúng rồi, bạn đang nhầm ở bước thực hiện trừ ở hạc cột hàng trăm đấy. Chúng ta sửa lại giúp bạn. Như vậy là qua phần thực hiện bài tập vừa rồi, các con có thực hiện ra kết quả giống cô không nào? Như vậy, bạn Mai đã thực hiện sai ở hai phép tính, đó là phép tính ở phần B và phép tính ở phần D. Tập 1 này giúp các con ôn tập về phép cộng, phép trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1.000. Bài 2. Hãy đọc yêu cầu bài 2. Bài 2 yêu cầu các con làm gì? Đúng rồi, bài 2 yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào chỗ trống. Hãy quan sát bức tranh và cho cô biết bức tranh vẽ cảnh gì nhỉ? Bức tranh vẽ cảnh một chú khỉ đang phân vân giữa hai phép tính, không biết kết quả của hai phép tính này là gì đúng không nào? Chú khỉ nọ đi chợ, nhìn thấy người ta đeo kính và đọc sách rất tốt.
Chú tò mò và nghĩ rằng chỉ cần đeo kính vào là có thể đọc được sách và làm được toán. Nhưng chú không ngờ là khi đeo kính vào, chú vẫn không thể đọc được sách và không thể làm được toán. Bây giờ, các con hãy giúp các chú khỉ hoàn thành các dãy phép tính này nhé. Các con quan sát và nhận xét hai dãy phép tính. Dãy phép tính đầu tiên, có đặc điểm gì đặc biệt nhỉ? À, đây là một dãy tính gồm có hai dấu phép tính, đó là dấu trừ và dấu cộng. Khi thực hiện dãy phép tính gồm có hai dấu phép tính cộng trừ thì con phải thực hiện như thế nào? À, chúng mình cần phải tính lần lượt từ trái qua phải. Bây giờ các con hãy dừng video lại và thực hiện vào vở bài tập của mình. Chúng mình đã có đáp án chưa nhỉ? Các con quan sát và tính nhẩm cùng cô. 800 trừ 200 bằng 600, 600 cộng 135 bằng 735, 1000 trừ 500 bằng 500, 500 cộng 216 bằng 716. Cô khen những bạn nào đã có kết quả đúng và chúng mình thực hiện nhanh. Các con lưu ý khi thực hiện dãy phép tính có cả dấu cộng, dấu trừ thì con phải thực hiện lần lượt từ trái qua phải. Sau này khi lên lớp lớn hơn thì những phép tính, dãy phép tính có nhiều dấu phép tính như thế này người ta gọi là biểu thức, và kết quả của dãy phép tính đó người ta gọi là giá trị của biểu thức đấy. Bài tập 3. Đọc yêu cầu bài 3. Có hai đội công nhân sửa đường. Đội 1 sửa được 850 mét đường. Đội 2 sửa được ít hơn đội 1 70 mét đường. Hỏi đội 2 sửa được bao nhiêu mét đường? Hãy dừng video lại và các con phân tích bài toán rồi tóm tắt vào vở nháp nhé. Bài toán cho biết gì? À, bài toán cho biết có hai đội công nhân. Đội 1 sửa được 850 mét đường. Đội 2 sửa ít hơn đội 1 70 mét đường. Và bài toán hỏi gì nhỉ? À, bài toán hỏi đội 2 sửa được bao nhiêu mét đường? Chúng mình đã tóm tắt xong chưa nào? Đây là phần tóm tắt của cô. Sau khi đọc, phân tích và tóm tắt bài toán, chúng mình đã biết làm thế nào để tìm được số mét đường đội 2 đã sửa được chưa? Bài toán thuộc dạng toán gì nhỉ? À, bài toán thuộc dạng toán về ít hơn. Tìm phần ít hơn chúng mình làm phép tính gì? Đúng rồi, tìm phần ít hơn, ta thực hiện phép tính trừ. Cô giáo mời các con quan sát lên màn hình để các con dễ hiểu hơn. Cô tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Cô có hai đội, đội 1 và đội 2. Đội 1, số mét đường đội 1 sửa được, cô minh họa là một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này là 850 mét. Đội 2 sửa được ít hơn đội 1 70 mét đường, có nghĩa là số mét đường của đội 2 sửa ít hơn. Và đoạn thẳng thể hiện số mét đường mà đội 2 sửa sẽ như thế nào với đoạn thẳng của đội 1? Đúng rồi, đoạn thẳng thể hiện số mét đường đội 2 sửa sẽ phải ngắn hơn đoạn thẳng thể hiện số mét đường đội 1 đã sửa. Và đội 2 ít hơn bao nhiêu? Đúng rồi, đội 2 ít hơn 70 mét đường. Chính là phần này, nếu như đội 2 sửa ra được bằng đến đây thì sẽ bằng với đội 1 phải không nào? Bài toán hỏi đội 2 sửa được bao nhiêu mét đường? À, từ đây, khi tóm tắt bằng sơ đồ xong, chúng ta sẽ hiểu rằng muốn tìm số mét đường đội 2 sửa thì ta chỉ việc lấy số mét đường đội 1 đã sửa, bớt đi phần ít hơn của đội 2, phần đội 2 ít hơn này. Đó, thì chúng ta sẽ tìm được một đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng thể hiện số mét đường của đội 2, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ tìm được số mét đường đội 2 đã sửa đấy. Chúng mình hãy dừng video lại
và giải bài tập này vào vở ô ly. Các con đã có đáp án chưa nào? Cùng so sánh kết quả với cô nhé. Bài giải, đội 2 sửa được số mét đường là 850 trừ 70 bằng 780 mét. Đáp số 780 mét đường. Chúng mình đã thực hiện đúng chưa nào? Như vậy, qua bài tập 3 này đã giúp các con ôn lại cách thực hiện giải bài toán có lời văn liên quan đến một phép tính trừ trong phạm vi 1.000 và đặc biệt bài toán thuộc dạng toán về ít hơn. Các con ghi nhớ một kiến thức, đó là khi giải bài toán về ít hơn thì ta thực hiện phép tính. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để thư giãn nhé. Trò chơi mang tên cờ caro. Cách chơi như sau, chúng mình sẽ chơi theo nhóm 2 người. Khi đến lượt người chơi gieo xúc sắc, sẽ chọn ô trên bảng ghi số bằng số chấm ở mặt trên xúc sắc, rồi tính kết quả phép tính tại đó. Nếu tính đúng thì được chiếm ô đó. Trò chơi kết thúc khi có người chiếm được 3 ô liền nhau cùng hàng, đó là cùng hàng ngang, hoặc cùng cột dọc, hoặc cùng đường chéo, thì người đó sẽ giành được chiến thắng. Cô ví dụ, trên màn hình quân xúc sắc hiện 6 chấm tròn. Như vậy, bạn nhỏ được thực hiện phép tính ở các ô có ghi số 6. Khi thực hiện đúng, bạn sẽ được chiếm ô này. Và trong trường hợp, nếu chúng ta xúc sắc được 4 chấm tròn, gieo xúc sắc được 4 chấm tròn, thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở những ô có ghi số 4. Khi thực hiện đúng, chúng mình sẽ được chiếm ô đó. Và cứ lần lượt như vậy cho đến khi có người chiến thắng. Các con hãy cùng chơi với bạn và với người thân của mình nhé. Bây giờ hãy dừng video lại và thực hiện chơi nào. Để giúp các con hoàn thành trò chơi một cách nhanh nhất, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện tính kết quả của từng ô số này. 600 trừ 200 bằng 400. 527 cộng 401 bằng 928. 870 trừ 360 bằng 510. 900 cộng 100 bằng 1.000. 420 cộng 70 bằng 490. 537 trừ 94 bằng 443. 350 cộng 64 bằng 414. 748 trừ 735 bằng 13. 590 trừ 80 bằng 510. 143 cộng 619 bằng 762. 882 trừ 634 bằng 248. 730 cộng 150 bằng 880. 400 cộng 300 bằng 700. 575 trừ 35 bằng 540. 362 cộng 34 bằng 396. 1.000 trừ 700 bằng 300. Chúng mình hãy kiểm tra lại các phép tính xem mình có thực hiện đúng không nhé. Như vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Qua bài tập này, qua tiết học này, các con đã được ôn tập và củng cố về phép cộng, phép trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 1.000. Ôn tập về đo độ dài mét, chúng mình đã biết cách vận dụng phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 1.000 để giải quyết vấn đề thực tế, đó là vận dụng giải bài toán có lời văn ở bài tập 3. Và chúng mình được nhớ lại cách thực hiện giải bài toán có lời văn dạng toán về ít hơn. Các con hãy ôn lại bài và thực hiện lại các phép tính ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các con.